Trong thời gian từ 16 cho đến 29 tuổi thì tôi có gặp một tai nạn và sức khỏe của tôi rất yếu. Ngoài 30 tuổi, sức khỏe mới khá hơn lên được. Vậy khi tập công thức trở về thời kỳ thanh xuân thì tôi nên trở về độ tuổi nào ạ? Bây giờ chọn là một cái độ tuổi nào mình thấy trong cái độ tuổi 16 đến 19 mà nó thích nghi mình nhất thì mình chọn cái tuổi đó. Dạ. Nhưng mà có cái câu hỏi là bạn ấy bị tai nạn đấy chú, thì cái thời gian đấy sức khỏe của bạn ấy rất là yếu thì bạn ấy hỏi là có được không ạ? Vẫn được, không sao hết. Vâng ạ, con cảm ơn ạ. Isa dịch giúp chị câu hỏi này nữa nha. So someone said that during the period from 16 to 29 years old, I had an accident, which means that my health was not very good, and I only improve when I get to about 30. When I get to about 30 years old. So when I practice the returning youth formula, I'm just wondering, I'm puzzling as to which age range should I choose? And Mr. Lay said that according to the formula, you just choose between 16 and 29, even though you have that accident or whatever happened to you. But in terms of, so regarding this formula, it would be still from 16 to 29.